Nhân chào cả nhà mình nha. Hiện tại là Nhân đang đứng tại lốc C240 của dự án Vlavista. Thì bây giờ là Nhân có một cái lô thì cái giá nó rất là vừa phải, và cái vị trí nó cũng khá là ok, cho nên là Nhân giới thiệu cho cả nhà mình. Thì đối diện lốc C2 là lốc C1. Thì bên đây là nó có một cái đường 12m ngoài kia. Thì bên đó là khu công nghiệp Đức Cờ Ba. Rồi có một cái công viên. Ở bên đây thì nó có một cái kênh thì nó dẫn từ ngoài kênh Thầy Cai để chạy vào. Ở đây là cái đường của mình là 11m nha cả nhà, lòng đường là vỉa hè 2m. Thì bây giờ đang có một cái lô đây là ngang 5 dài 17 ở cái lốc C1, và cái giá là đang rao bán là 600 triệu. Thì cái lô này là không phải là cái lô này, mà nói chung tất cả một cái dự án Vlavista thì nó sẽ rơi vào đầu năm sau, tức là qua Tết mình đó. Thì bên phía chủ đầu tư sẽ ra sổ cho tất cả các khách hàng của mình. Thì bây giờ là mình đầu tư, thì khi mà nó ra sổ thì mình sẽ bán lại nó rất là dễ. Thứ nhất, và thứ hai là cái giá nó sẽ lên rất là cao. Hoặc là hồi nãy thì Nhân mới ở bên Phú Sinh đi qua đó, thì bên đó bây giờ là đặt 6 đặt 7 có sổ luôn rồi. Thì nếu như ai mình muốn đầu tư bên kia cũng khá ok, nhưng mà đầu tư theo cái kiểu là an toàn, bởi vì cái giá nó cũng khá đỉnh rồi, nó 10 triệu hơn, có quyền vị trí hơn 10 triệu mét vuông. Thì bên đây là mình tính ra là nó chỉ có 7 triệu mấy, hình như là 7 triệu mét vuông đó. Thì cả nhà mình cứ nhấn máy tính dùm Nhân nha. Ngang 5m, dài 17, tức là 85 mét vuông, thì cái giá là 600 triệu. Thì tất cả giấy tờ này kia là bên chủ đất người ta sẽ chịu phí hết cho mình. Mình cứ mua đúng cái giá 600 thôi. Rồi, Nhân xin kết thúc video nha. Nếu như ai mình muốn đầu tư hoặc là muốn ở với cái giá nó vừa phải thì cứ là alo cho Nhân số điện thoại màn hình, và cả nhà mình có thể là xuống phần mô tả để mình có thể là vào cái website của Nhân, hoặc là mình gõ trên Google cũng được, nguyentrungnhan.com.vn, thì nó sẽ có tất cả những cái dự án mà bên Nhân đang bán và đang nhận ký gửi. Thì cả nhà mình cứ vào đó mình xem, mình tham quan tham khảo. Rồi, Nhân xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn tất cả quý khách hàng đã xem video của Nhân nha. Thì cả nhà mình bấm luôn nút đăng ký kênh của Nhân để có thể xem được những video sau nữa. Thì biết đâu có một cái vị trí lô đất, căn nhà hoặc là một cái dự án nào đó mà với cái giá cả nó vừa phải. Thứ nhất, thứ hai là nó hợp với cái vị trí của mình đang tìm. Thì lúc đó cứ gọi Nhân tư vấn cho cả nhà mình. Rồi, Nhân xin chào và hẹn gặp lại.